Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Trong lần tôi về với thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lần này, tôi tiếp tục đến thăm cửa hàng số 1 Văn Giang. Đó là cửa hàng dụng cụ nông nghiệp, phân bón cho cây, các loại túi bao trái và dụng cụ bonsai. Cửa hàng Trọng Huyền. Địa chỉ thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Đây là số điện thoại của cửa hàng. Đây là hai số. Và với mảng bonsai nghệ thuật, Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn tất cả những cái gì thuộc về dụng cụ bonsai. Đó là những dây cuốn, những kéo cắt, những dao cắt, cưa và các loại, kể cả thuốc. Chúng ta hay gọi là keo liền sẹo và một số những cái vật dụng khác. Đến với cửa hàng Trọng Huyền là một đại lý về dụng cụ bonsai, dụng cụ nông nghiệp rất là lớn. Nhận bán buôn và bán lẻ tại chỗ. Giao hàng đi tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Và qua cái số điện thoại ở trên biển hiệu nhà hàng Đỗ Sinh vừa đăng tải thì chúng ta sẽ giao lưu nếu đến được trực tiếp, hoặc gọi điện thoại. Nhà hàng Trọng Huyền sẽ đáp ứng được nhu cầu các bạn, gửi hàng đến tận nơi. Vâng, trước ống kính chúng tôi là chị Huyền, chủ cửa hàng. Chào các bác nhé. Vâng. Cửa hàng em là chuyên các đồ về dụng cụ bonsai, về vật tư nông nghiệp. Thì các bác có nhu cầu cần thì cứ liên hệ theo số điện thoại, em sẽ gửi hàng trực tiếp tới nơi cho. Ngoài một số mặt hàng về vật tư nông nghiệp thì nhà mình chủ yếu là dụng cụ để phục vụ làm vườn, thì từ Trung Quốc đến Đài Loan, Hàn Quốc, rất là nhiều loại đồ từ hàng cao cấp cho đến bình dân nhé. Từ kéo cắt cành cho đến kéo 3m, 4m, 5m đều có đủ cả. Tức là kéo có thể hái trái đúng không? Rồi, đúng rồi, kéo hái trái. Tỉa cành trên cao. Tỉa cành trên cao. Đúng rồi. Đồ của nhà em là toàn nhiều đồ từ Hàn Quốc về Đài Loan này. Đồ bình dân và cao cấp đây, và em cho các bác được xem một cái mẫu hàng cao cấp. Đây là một số mẫu hàng cao cấp này. Các bác dùng trong bonsai, nhiều người rất là mong muốn tìm được những cái đồ tốt để dùng. Đó là kéo đấy. Đúng rồi, đây là kéo Nhật này. Vâng, Mari Nhật Japan. Đấy, chúng ta nhìn cái nước thép và cái khung kéo đẹp không? Rất chắc chắn, kéo khỏe. Nhật, đây là kéo cắt cành nhé. Vâng.
Đây là mẫu mẫu mã thì phong phú lắm, nhiều mẫu. Mẫu thì đây, đây là kéo chữ A. Mẫu này là mẫu này rất là chắc khỏe rồi. Cành to khỏe. Cần cắt cành to thì chúng ta dùng cái hàng này. Rồi. Đây là cái hàng này. Còn cái mẫu thanh thoát thì hàng này là rất là thanh thoát. Cũng là của Nhật. Đúng rồi, hàng này cũng là của Nhật. Mẫu này đây hàng Mỹ Japan. Bao gồm một kéo và một lò xo đi theo cùng để cho mọi người tiện sử dụng. Trường hợp mà cái lò xo cũ nó yếu thì có thể thay được. Lò cơ quay là lò xo sơ cua. Lò xo sơ cua tôi có thể thay thế được. Rồi. Mà kéo tắt ra chúng ta có kéo kỉa ra đây. Đồ Nhật bên em rất là nhiều nha. Vì cái diện tích cửa hàng nó chật, chưa được phép bày, đâm ra là chưa thể trưng bày cho mọi người trực tiếp. Nếu có nhu cầu thì ta mới giới thiệu. Vâng, đúng rồi đây. Đấy, kéo tỉa đấy. Đây là cây kéo tỉa này. Tuyệt vời. Tỉa Nhật này. Rồi. Các khách mà cần cái số lượng nhiều á thì cứ điện thoại cho em, là giá cả rất là hợp lý. Tức là giao buôn đấy. Sẽ ship hàng đến tại cơ sở. Đúng rồi. Khách xỉ cần dùng nhiều, cần lấy về để bán. Bên đây là chuyên cung cấp phục vụ cho mọi người chuyên bán xỉ lẻ. Ngoài mẫu này ta còn có cưa này. Đây. Cưa gốc của Nhật đây. Đấy, nó mở cái đấy ra. Nó lại đang bị mắc. Hình như nó còn cái đây. Đấy, nó còn vướng cái bao ấy, còn chưa hết cái bao ra. Cưa gấp của Nhật, Nhật đấy. Cưa gấp của Nhật đây. Chuẩn nha. Yeah. Một cái cưa này rồi giá bao nhiêu em? Với cái cưa này là hơn 800 ngàn. Hơn 800 ngàn. Dạ. Ừ, được rồi. Nói chung là hàng xịn ở đây cũng sẽ đáp ứng được hết cho các bạn. À, hàng Nhật, Đài Loan, Trung Quốc đúng không? Trung Quốc, Hàn Quốc đều có. Hàn Quốc. Với cái cưa này như này chỉ hơn 100.000 một cây đã tiện mua được. Được rồi. Cái này mà có hơn 100 nữa. Vâng. Ừ, thế rẻ thế nhỉ? Thì phục vụ các khách là cứ từ hàng bình dân đến cao cấp đều đủ cả. Em thì đưa cái mưa cưa có hơn 100 ngàn cái cưa này. Mẫu cưa xăng. Ồ, rẻ thế nhỉ? Vâng, rất là đẹp và sáng chắn. Tuyệt vời. Ngoài ra là trong bonsai này em có một loại đục mới này. Hàng này nó rất là sắc. Hàng này hàng đục cao cấp nhé. Vâng, để phục vụ cho các bác chuyên đục đẽo các gốc cây, chỉnh sửa dễ bệ, tay cành. Cái này nó có từ 1 phân cho đến 3 phân. Đục phẳng và đục lòng mo có hết. Đấy, đó. Từ to đến nhỏ. Rất là nhiều cỡ nhé. Vâng. Rất là nhiều cỡ. Em chỉ lấy tượng trưng cho các bác xem vậy thôi, chứ còn lấy cỡ lạ cũng có. Đục móng cho đến đục bằng đều có hết. Bên em là chuyên cung cấp dụng cụ làm vườn rất là phong phú. Em giới thiệu một số mẫu sơ sơ cho các khách xem thôi, chứ còn hỏi các mẫu mà kỹ càng thì cứ điện thoại cho em thì em giới thiệu cho rất là kỹ. Được rồi. Khi mà các bạn gọi đến thì cửa hàng sẽ tư vấn đáp ứng được cái yêu cầu của mình. Và ngoài một số những cái dụng cụ và tiêu biểu mà vừa rồi cửa hàng Trọng Huyền giới thiệu với chúng ta, thì tôi thấy là cái lô dây cuốn trong cơ sở cũng rất nhiều loại. Đây, bên em thì có dây cuốn bao gồm có dây chỉ này. Rồi. Đây là dây chỉ này. Đây, dây chống nhôm chỉ trắng này. Dây nhôm đen của Trung Quốc này, rất là mềm. Đó. Dây nhôm mạ. Đây là nhôm mạ đồng. Ừ. Đây là dây nhôm đen này.
Ngoài ra ta còn có dây nhôm bọc chỉ, các cỡ dây trần. Các cỡ dây nhôm ạ. Nhà em là có dây trần này, dây chỉ này, dây mạ và dây nhôm đen. Và các cỡ rất là đủ kích cỡ từ dây 1 cho dây số 8 nhé. Đủ kích cỡ để cho mọi người dùng trong bonsai. Số lượng thì cần nhiều thì em có thể để qua kho em lấy cho, chứ còn đây em để bày cửa hàng cũng không thể bày được hết. Tức là đây là những đây là cái gian hàng cho nên mình bày tượng trưng thôi. Còn nếu mà lấy số lượng lớn thì cửa hàng có một khu chứa gọi là nhà kho riêng. Ngoài ra em có các mẫu keo này. Keo Mỹ Tiến này, đây là keo Nhật này. Keo Nhật. Hàng này dùng rất là thích. Keo này. Rồi các loại cưa. Các loại cưa gỗ này. Dài, chiều dài của nó khoảng 10 phân. Rồi cái chiều này của nó là 15 phân. Nó đủ cỡ từ 10 phân, 15 phân, 20 phân cho đến 23 phân. Đây là các mẫu cưa của Sài Gòn dùng rất là thích. Ai mà dùng rất là sắc. Ngoài ra nhà em số lượng giấy giấy ghép mà các khách mà cần giấy ghép để ghép cây ấy. Nhà mình có số lượng rất là nhiều. Nếu các khách cần thì cứ liên hệ, là giá cả rất là hợp lý. Cái ghép cây này rất là dùng trong nông nghiệp rất là nhiều. Ngoài giấy ghép ra thì có dao ghép đây. Dao ghép. Dao ghép đây, dao ghép này là màu trắng. Ngoài ra có dao ghép đen nữa. Có lại ghép đen nữa. Dao ghép này. Dao để ghép cây. Đây là loại dao trắng. Đây là dao trắng, dao đen ở đây. Đây, đây là con dao thép đen. Dao gấp nhé. Cái này là để dùng trong nông nghiệp rất là nhiều. Đây là dao thép đen nhé. Quay vào đây là quay mặt ở đấy. Không được rồi. Đây, ngoài ra nhà em còn bán các loại thuốc để dùng trong cây cảnh này. Thuốc lũa này, màu lâu vàng này, màu lâu đen này. Màu không màu này, lâu đỏ, nói chung là rất là đủ màu ạ. Để phục vụ các bác mà có những cái tác phẩm lũa thân, lũa tay cảnh đúng không? Lũa gốc. Bôi vào thì nó sẽ không bị mục nát cái phần lũa. Giữ tạo màu nó hợp. Và tạo màu hợp thôi. Cũng có tác dụng chính là để bảo vệ cái đó không bị đọng nước, không bị hỏng. Trơn tru sạch sẽ. Đúng rồi. Túi đựng dụng cụ. Tất cả các loại cho vào đấy cho gọn gàng, sạch sẽ, an toàn. Một cái này đeo cũng gọn này. Này. Đeo cũng gọn này. Còn cái này nè. Vâng. Và tôi cũng bật mí thêm là cửa hàng Trọng Huyền ở cái vị trí ở thị trấn Văn Giang cũng gần ngay cơ sở bonsai cây cảnh Nguyễn Huynh. Để chúng ta có dịp đến cái này có khối lượng lớn này thì cho vào đây này. Rồi. Đấy, cả cái hộp nhựa nữa này. Đấy, cái thùng nhựa này. Đúng rồi. Thùng nhựa này. Đựng từng ngăn từng ấy rất ngăn nắp. Cho các anh chuyên dụng đi làm cây. Xong là cứ thế xách cả tất cả đi thôi. Đó nhà lắm. Được rồi. Nó tiện dụng và gọn. Xin chào các bạn. Giới thiệu các bạn, đây là nhà hàng Trọng Huyền, phục vụ chuyên dụng cụ phục vụ cây cảnh. Đủ tất cả các loại. Nha. Từ hàng tà đến hàng tây đi. Vâng. Thế anh làm bonsai bao nhiêu năm nay rồi, bán rất nhiều cây rồi, thì dụng cụ của anh có lấy ở đây không?
Hầu như là cái sản phẩm này là đứng số 1. À, được rồi. Đặc điểm của nó là rất tiện dụng, các cái hình thức là mình sửa cây, mình tỉa cây, mình làm cái gọt, hoặc là mình ví dụ như cái máy này. Là cái máy này để luôn làm lũa, làm đũa. Vâng. Có cái làm đây là cái máy này. Đấy. Đây cái hộp của nó đây. Rồi anh bóc anh mở hẳn một cái ra xem chiêm ngưỡng xem. Cắm điện à? À đúng đấy, rồi. À cái này là sạc sạc. Đây là cái máy nhá. Đây cái máy này cắm điện. Rồi. À, thế nhưng mà cái này là nó rất tiện lợi cho người làm cái cảnh nghệ thuật. À, ví dụ người ta làm lũa đây. Ừ. Làm lũa này dùng các loại mũi, cái này phải dùng các loại mũi cơ. Chứ không phải ấy không đâu, các loại mũi mình dùng phù hợp là mình ví dụ cái cảnh này mình phù hợp là mình che cái này xe nhanh lắm mà đẹp. Ừ. Không phải đục đẽo đâu, không phải ảnh hưởng rung cây đâu. Đấy. Vâng. Thế cửa hàng này có mấy nhân viên phục vụ? Đây này thấy có một nhân viên mới ở đây chứ. Nói chung là ở đây phải thiếu vắng nhiều lắm bởi vì là nhiều lúc bận, ví dụ rồi, lúc bận phải thuê một hai nhân viên. À thế lúc tôi mới đến có cái cuộc điện thoại ở trong Quảng Ngãi người ta đặt cái lô hàng ấy chuyển ra chưa? Vâng đấy. À, bận bịu lắm lắm lúc mấy mấy là... mấy ông ở Quảng Ngãi lúc 9 giờ sáng gọi điện đấy. Vâng. Rồi. Anh em tinh thần này các bạn đây đến khu gian hàng là các loại dụng cụ phục vụ cho đủ thành phần các cái cảnh làm nghệ thuật. Vâng. Đẳng cấp luôn. Và bây giờ Đỗ Sinh cũng xin gửi đến các bạn một lần nữa cái số điện thoại của đại lý Trọng Huyền, chuyên dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ bonsai, phân bón cho cây và các loại túi bao trái. Đây. À, đây là hai số điện thoại. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video giới thiệu chia sẻ với chúng ta, giao lưu với đại lý Trọng Huyền, nơi tin cậy về dụng cụ bonsai, tất cả những cái gì thuộc về trang thiết bị từ phân bón cho đến thuốc. Vâng. Vâng, đến đây Đỗ Sinh xin chào và hẹn gặp lại.